Ê Ngu Không, sao tập nào vô đầu tao với mày cũng chạy như hai con điên bán chú chiên vậy mày? Không mấy tập sau mình đổi phong cách chuyển sang lăn lê bồ lết đi cho nó sang được không? Cách này cũng được đó, làm như vậy sẽ cứu thương, nó chở mày vô nhà thương điên nhanh hơn một chút. Ê, tao đi khám bệnh đái nhiều chứ không phải là khám tâm thần nghe cái thằng khỉ rợm kia. Tới bệnh viện Từ Vũ rồi nè, vô đi luôn. Ê, mày dẫn tao vô bệnh viện Từ Vũ làm chi? Tao đâu có đi đẻ gì đâu mày. Con vợ của mày nó nhờ tao dẫn mày đi khám xem có bị yếu sinh lý hay không. Sao mấy năm nay không có đẻ chữa gì hết, sẵn vô khám ruột gan phèo phổi trứng của mày luôn. Mày ơi, làm gì có vụ khám trứng đây nữa mày. Mày đúng là thiếu kiến thức về tâm lý sinh dục học. Khám trứng tức là khám gái của mày đó. Vợ con búp cọ được cho nên không có đẻ được, hiểu chưa? Sao tao run quá mày Ngu Không ơi. Cô gái tao không có run mà tự nhiên vô mấy phòng khám này tao run hết sợ luôn á. Mày đúng là nhát như con cá thắt lát. Để tao làm thủ tục khám bệnh cái coi. Thôi ở đây toàn là tự động không à, không có em tiếp viên nào hết. Đúng là hiện đại quá luôn ha. Ừ, hiện đại thiệt. Để tao chọt cái thẻ ATM này vào cái. Thấy mẹ rồi, không tới luôn ơi. Mày cõng tao lên coi. Đến giờ tao mới hiểu, đại gia thích chân dài, vì chân của mấy thằng chả ngắn quá làm cái gì cũng không thấy. Thôi được thôi, được thôi, được rồi, hiểu rồi. Thôi mày khỏi cần nói nhiều nữa. Tao cho mày mượn cái lưng nè, leo lên đi. Chọt cho chính xác vô nghe không? Biết rồi. Tao mỏi lắm á. Được rồi. Mày mà chọt sai tao mỏi lưng tao chửi á. Ok. Rồi, mày ngồi yên nghe, tao leo lên á. Thôi ơi, mày cũng nặng dữ vậy hả Ngộ Không? Bộ vô bệnh viện phép thuật của mày mất hết rồi hay sao tự nhiên phải leo lưng tao mày bay không được hả Ngộ Không? Tao bị mấy thằng hacker nó hack hết phép thuật của tao rồi luôn à. Trời ơi, mày khôn quá. Bỏ cái thẻ vậy sao vô được thằng ông ngoại? Xoay cái thẻ lại ba ơi. Ê, tao quên, xin lỗi nha. Trời đất ơi là trời, ba bỏ một lần một thẻ thôi, làm gì mà nhét tới hai thẻ cùng lúc vậy? Tao sợ mày quá Ngộ Không ơi, ngu bật cấu luôn. Ok, vậy là xong thủ tục rồi đó. Bây giờ đợi kêu tên cái nữa phóng vô thôi. Ủa mình đợi tới khi nào vậy hả Ngộ Không? Đợi tới khi nào cổ mày dài ra được thì thôi. Ở đây là bệnh viện công, đợi thoải mái đi con. Ủa tại sao gọi là bệnh viện công hả Ngộ Không? Công tức là công công, tức là mấy thằng cha thái giám bị thiến đó. Tức là bệnh viện này trước đây khám cho những người bị thiến đó mày hiểu chưa? Ê, tao không có thiến nghe cái thằng kia. Tao còn yêu cái môn tâm lý sinh dục học nha mày. Có thiến thì mày thiến đi, dù sao mày cũng để đi tè thôi, có làm ăn được cái quái gì đâu. Mày cứ nói quá. Trời đất ơi, cái gì mà lâu dữ thần vậy nè trời. Dã man thiệt. Cái thằng này nó ngủ nó ngáy như heo vậy đó. Ủa mày dậy rồi hả luôn? Ừ, đang ngủ nằm mơ thấy thằng kia nó chửi tao là con heo, tao tức quá tao dậy luôn. Ê, tiếp viên tới kỳ ngủ không? Hai anh nào muốn đi khám trước giờ? Em khám cho thằng bác sĩ trước vậy Manny. Thôi tao chạy trước nha. Sao mày bỏ chạy vậy hả luôn? Ê, mấy cái thằng security đâu rồi? Mở cửa cho tao coi, tao muốn đi về. Khi nào chết thì chết, nhất quyết không có khám. Mày riết rồi mày, hãy mất mặt đàn ông con cày quá luôn à. Đàn ông con cày là gì mày? Tao chỉ nghe đàn ông con trai thôi mà. Thôi mày đừng có dụ tao nữa Ngộ Không ơi. Thì người ta là người, người ta gọi là đàn ông con trai. Mày là cày thì gọi là đàn ông con cày, có gì đâu. Thôi lại đi khám đi, mày lửng tửng quá. Thôi dẹp đi, không có khám chữa gì hết á, chết cũng được nữa. Thôi mày cứ đi vô thể hiện bản lĩnh đàn ông con cày đi nha. Nhát còn hơn con cá tra nữa. Tao nói dẹp là dẹp nghe Ngộ Không. Mày đừng có ép tao khám. Mà con cá tra nó gan lắm hả mày? Mày nghĩ xem nó có gan không? Vậy chứ mày có dám ăn cứt không? Nó là nó dám ăn hết nguyên cục cứt luôn á. Thôi đi vô khám đi, khám đi, chích đi, chích đi. Mày mà không chích tao kéo mày lôi cứt luôn á. Không được rồi, nó nặng như con heo vậy. Kéo đâu có lại nó. Tao dùng tuyệt chiêu với con cày này mới được. Ngoan ngoan, luôn ngoan nha. Đừng có nhõng nhẽo nữa. Mày già như đứa cà mà sợ chích. Thật là bó đít với mày luôn á. Tưng tưng nựng nựng nè. Đi chích này nghe luôn, đi khám bệnh đi nha. Mày đừng có dụ tao nữa. Mặt sệ như tao chưa bao giờ bị dụ nghe con khỉ đột kia. Mày đừng có mơ. Thôi được rồi, thử coi tao có dụ được mày hay không. Ủa, cái gì dài dài, vàng vàng, ướt ướt, nhìn chảy nước vậy hả Ngộ Không? Ăn được không? Cháu lại miếng ơi, từ sáng giờ đói bụng bật cấu luôn nè. Mày muốn ăn thì phải đi khám bệnh, nếu không đừng có mơ nghe con. Cho miếng đi, đói bụng quá à. Vậy đi khám bệnh đi. Không thèm mày, cho liếm thử miếng coi có mùi vị ra sao. Liếm thôi nha, mày mà há mồm ra tát một cái là tao quýnh cho mày sái quay hàm á. Mùi vị cũng ok á. Nhưng mà mày cầm đi xúc xích đi đâu vậy Ngộ Không? Đứng lại coi cái thằng khỉ kia, tao mới liếm được một cái nữa mà. Thôi được rồi, khám thì khám mày, tao không phải vì cái ăn đâu. Tao chỉ muốn chứng minh bản lĩnh của thằng đàn ông con cày hết nghe mày. Hôm nay tao chơi tới với mày luôn. Giỏi lắm luôn. Mấy anh khám giùm cái vú của em nha. Không biết sao dạo này nó đau quá. Mỗi lần người yêu em bóp vô đau bà cứu luôn á. Tại em mới lớn, nó mới nhú cái chanh thôi. Em nói bạn của em mỗi lần bóp bóp nhẹ nhàng tình cảm, chứ đừng có nhiệt tình quá là được, không có sao đâu. Ê, mấy ông khám tôi cho tử tế nha. Em y tá lúc khám cho anh là không được lợi dụng anh đó nghe không? Mà em y tá hay là thằng y tá khám cho tôi vậy? Tôi chỉ thích nữ y tá thôi. Được rồi, cậu há mồm ra coi. Miệng cậu hơi hôi đó nha. Vậy xin cho kỹ vào thì mới ăn cháo lưỡi được. Có thằng nào mở miệng sáng chưa đánh răng không hôi đâu nổi. Hồ sơ bệnh nhân, họ và tên khai sinh, Lê Lu, nickname Mr. Bú, nghề nghiệp chuyên gia sát gái, chẩn đoán viêm trứng giai đoạn 2. Bây giờ chúng tôi sẽ đo điện tim cho cậu. Nếu như tim không ổn định, cậu sẽ dễ bị lên tăng xong và đột quỵ lắm. Hay, cũng tại lúc xưa do yêu nhiều quá, trái tim bị tan vỡ tổn thương nhiều lần. Nên bây giờ lên tăng sông luôn. Chứ vậy đó, khỏi yêu luôn đi cho nó khỏe. Ủa thằng Lu nó bị vậy rồi, nó uống thuốc gì hả bác sĩ?
Cậu Lưu ráng uống hết đợt thuốc tây này, sau đó thì siêng năng vận động, tập thể dục và đặc biệt là uống nhiều thảo dược như nấm đinh chi, rồng biển, đông trùng hạ thảo sẽ rất tốt cho tất cả các loại bệnh của cậu ấy. Mày bị viêm trứng cho nên hạn chế hứng đi nghe Lưu. Mày mà gái gú thì nhiều vô là ung thư trứng luôn, là hết thuốc chữa luôn nghe mày. Vậy tao sống làm gì nữa hả Ngộ Không? Sống mà không cho hứng nghĩa là không được nứng, thì sống cuộc đời này làm gì nữa hả Ngộ Không? Đây là kết quả đo điện tim của anh Lưu nè. Cũng may là kết quả không quá tệ, nhưng anh phải nhớ là thường xuyên sử dụng thảo dược và tập thể dục đều đặn đó nghe. Bây giờ tôi sẽ chích cho cậu một mũi kháng sinh. Thôi đất ơi, thôi dẹp luôn đi ông ơi. Ê khỉ, nãy tao hứa là đi khám chứ không có đi chích nghe mày. Mày vũ tao hả? Lưu à, mày lại làm mất mặt đàn ông con cày nữa rồi. Bây giờ tao không quan tâm con cày hay là con người, tao cũng chẳng cần sợ mất mặt gì nữa. Thôi bây giờ mày dẹp đi, mày muốn chích thì mày chích đi. Thôi thôi, cái ông chích kìa, ông chích thì dành chích heo chứ chích tụi gì. Thôi đi mấy ông ơi, vĩnh biệt nha. Thôi mà trốn cái gì mà trốn, mày bị viêm trứng, chích sau này mới có con được. Là không có ai nói giọng nói dỗi với mày luôn á nghe Lưu. Ra đi đừng có nhát quá Lưu ơi. Tao nói một là một, hai là ba, không có nói nhiều nghe ngủ không? Không chích là không có chết. Thiệt là hết cách với con heo này. Mày mà không ra tao kéo dò thử xem mày có chịu ra hay không. Ê ê, mày làm gì hả Ngộ Không? Kéo dò tao chơi kéo dò hả mày? Tao không cần chân dài đâu, ngắn ngắn xinh xinh vậy được rồi, mày đừng có kéo nữa. Ây da. Tao chỉ muốn giúp đỡ cho mày, muốn cho mày trị dứt cái căn bệnh này, mà mày cứ bướng quá đi luôn à. Ra đây với tao, đi nhanh lên, ra đây. Má nó kéo mình giống như kéo cùng thịt vậy đó. Lần này tao sẽ cho mày ăn cả cây luôn là chịu chích nghe chưa? Muốn ăn thì leo lên đây mà phải giữ lời hứa nghe không hằng mập? Ừ, thì mày cứ đưa tao ăn đi rồi tính, đưa phải đưa cho hết cây chứ không cho liếm như lần trước nữa nghe không? Y tá ơi, y tá, tôi giữ thằng Lưu lại được rồi nè. Lại mà chích cho nó nhanh lên đi. Mày mà chạy nữa là bị cười thối mặt luôn nghe con cày kia. Nè, ăn cho hết, ăn cho lết luôn đi. Tao nói thiệt mày chứ, cuộc đời này mà lết gì cây xúc xích tao cũng chịu nữa. Để đi mấy má ơi, tôi giữ thằng Lưu lại được rồi nè. Chích thì chích cho lẹ, cho em nha mấy em, để Lưu tưởng tượng đang xem phim con heo hay là ăn uống gì đó, mới không đau được. Khi nào mà thấy cái mặt Lưu phê rồi là quất liền nghe. Em ơi, cái mặt của nó sệ lúc luôn rồi kìa. Quất nó liền đi em. Nó đang tưởng tượng đang xem phim heo hay là cái gì đó kìa. Á, à, thiệt là phê lòi. Vậy là xong rồi đó anh cày ơi, anh dũng cảm lắm. Lúc nãy mày tưởng tượng đang xem phim Cô Giáo Thảo hay là Kim Bình Mai vậy hả Lưu? Trời ơi, mấy cái đó tao xem rách cả ba cuốn rồi. Lưu chỉ tưởng tượng ngâm nguyên cục thịt nướng mà thôi. Phần tao tới đây là xong rồi đó. Mấy em khám cho cái thằng Long Không này đi. Khám cho nó toàn thân luôn đi, coi có bị sida không nha. Sida cái con mắt của mày, thằng khùng. Mời các bạn đón xem tập 9 của series phim Lưu Không Du Ký. Linh Chi Nông Lâm ươm tạo tại vườn ươm doanh nghiệp công nghệ Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Tham khảo chương trình đồng hành cùng bệnh nhân ung thư tại www.linhchinonglam.com. Số điện thoại 0866856669 để được sử dụng nấm linh chi miễn phí. Video sản xuất bởi chương trình truyền thông và khởi nghiệp Startup Now và Thánh Lồng Tiếng. Phát triển ý tưởng quảng cáo trên phim Lưu Không Du Ký. Vui lòng liên hệ www.startupnow.org, điện thoại 0862723224.